Sau hơn 5 năm tạm ngưng, vở kịch Mẹ Hát Rong đã được nghệ sĩ Huỳnh Lập mang trở lại sân khấu kịch Trương Hùng Minh với một diện mạo mới. Đây là vở diễn do Huỳnh Lập đảm nhận vai trò tác giả và đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu làm cố vấn nghệ thuật. Mẹ Hát Rong từng được nhóm kịch Tía Lia biểu diễn tại các sân khấu nhỏ lúc mới vào nghề. Đến đầu năm nay, nghệ sĩ Việt Hương ngỏ ý mời Huỳnh Lập về sân khấu Trương Hùng Minh tái diễn vở kịch. Huỳnh Lập cho biết anh nhận lời mời vì muốn quay trở lại sân khấu sau thời gian dài tập trung sản xuất phim điện ảnh, web drama. Vở diễn Mẹ Hát Rong có sự tham gia của các diễn viên Minh Nhí, Việt Hương, Huỳnh Lập, Hạnh Thảo, Trung Tính và nhiều nghệ sĩ khác. Nội dung câu chuyện kể về nhân vật bà Hai do Việt Hương đảm nhận, người mẹ nghèo đam mê làm diễn viên. Vì lo cho tương lai con trai nên ra sức tập luyện các tiết mục cùng ông bà do Huỳnh Lập đảm nhận để đi diễn kiếm tiền hàng đêm. Thế nhưng người con không hiểu chuyện nên miệt thị công việc của mẹ mình. Tuy nhiên, ông bà gắn bó với bà Hai lâu năm, ông hiểu rõ đam mê nghệ thuật cũng như nỗi lòng của bà Hai khi làm mẹ đơn thân. Vì thế, ông luôn đứng ra làm cầu nối để bà Hai và con trai hàn gắn tình cảm khi họ xảy ra mâu thuẫn. Điểm đặc biệt của vở kịch là sự kết hợp giữa ba thế hệ thầy Minh Nhí, học trò Việt Hương và thế hệ trẻ thứ ba Huỳnh Lập. Các diễn viên cùng nhau tung hứng, thổi hồn vào vai diễn, tạo nên những tiếng cười đầy sảng khoái nhưng cũng lấy đi bao nhiêu nước mắt của người xem với những câu chuyện hài hước, nhân văn. Việt Hương cho biết, cô gần như kiệt sức vì khóc nhiều. Một tháng qua, cô liên tục tập luyện, đồng thời tham gia một dự án điện ảnh khác nên lịch trình vô cùng dày đặc. Ngoài ra, do ngâm mình trong nước lâu, cơ mặt Việt Hương bị giật lệch, phải châm cứu. Cô được bác sĩ khuyên không nên khóc nhiều vì sẽ khiến cho bệnh lâu hồi phục. Tuy nhiên, Việt Hương không thể làm khác đi vì yêu cầu vai diễn. Tôi may mắn có bạn diễn ăn ý và khán giả luôn yêu thương, ủng hộ. Chỉ cần nghe tiếng vỗ tay của khán giả, tôi liền vơi đi mệt mỏi, Việt Hương xúc động nói. Năm 2016, Huỳnh Lập tham gia cuộc thi Cười Xuyên Việt và giành giải quán quân. Lúc đó, Việt Hương là giám khảo. Đó cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng hiện tại họ là những đồng nghiệp thân thiết. Từng hợp tác trong phim điện ảnh Pháp Sư Mù ra rạp năm 2019, Việt Hương đã biết rõ tài năng của Huỳnh Lập và rất tin tưởng anh, vì anh làm tốt cùng lúc nhiều vai trò gồm biên kịch, đạo diễn, diễn viên chính. Vở kịch Mẹ Hát Rong là sản phẩm duy trì sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nghệ sĩ. Cả hai đã có sự kết hợp duyên dáng, mượt mà, nên đã lấy được nhiều tình yêu thương đến từ phía khán giả. Các nghệ sĩ cho biết hai xuất diễn đầu tiên ngày 8 và 9 tháng 4 đều chật kín người xem. Chính sự kết hợp ăn ý giữa các nghệ sĩ đã khiến cho vở kịch thành công, gây tiếng vang lớn đến nhiều thế hệ khán giả ngày nay.